Chào các bác ạ, là em Thành Cao Tu. Thì ngày hôm nay em Thành Cao Tu xin giới thiệu đến các bác một số những cái tính năng cũng như là thiết kế của chiếc VinFast VF8 cũng như là về những cái công nghệ an toàn và tức là nói chung là em sẽ giải đáp tất tần tật những cái thắc mắc của các bác về chiếc VinFast VF8. Thế thì đầu tiên thì chúng ta sẽ phải đi đến cái giá trị cốt lõi của chiếc VinFast VF8. Đây là một sản phẩm đẳng cấp, hậu mãi vượt trội và chính sách bán hàng ưu việt. Thì với thiết kế phong cách mang phong cách là lifestyle thì khả năng vận hành độ an toàn mang đẳng cấp quốc tế, trải nghiệm xuất sắc, ứng dụng công nghệ thông minh vì đời sống và khả năng cá nhân hóa. Thế thì hậu mãi vượt trội không chỉ là trải nghiệm trong xe mà còn là dịch vụ hậu mãi hệ sinh thái đi kèm chế độ hậu mãi tốt nhất. VinFast tạo cơ hội cho tất cả mọi người có thể sở hữu những chiếc xe tốt nhất trong từng phân khúc với chính sách bán hàng hỗ trợ cho thuê pin vô cùng là độc đáo và vì khách hàng. Thế thì chiếc VinFast VF8 thuộc phân khúc hạng D, xe thể thao đa dụng cỡ trung và được so sánh với một số các sản phẩm theo từng thị trường như sau. Đối với thị trường Bắc Mỹ thì có thể so sánh với lại Toyota Highlander, Ford Explorer, Tesla Model Y xe điện, Honda Pilot, Toyota Forerunner. Với cái khoản tiền là từ 35.000 đến 60.000 USD. Đối với thị trường châu Âu thì ngang với lại BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Volvo XC60, Audi Q5, Tesla Model Y xe điện từ 40.000 đến 60.000 euro. Tại thị trường Việt Nam thì VF8 sẽ cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe như là Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner, Kia Sorento, Mazda CX-8 và Peugeot 5008 trong tầm tiền từ 1 đến 1,2 tỷ Việt Nam đồng. Thì người sử dụng chiếc VinFast VF8 thì độ tuổi trung bình thì từ 30 đến 39 tuổi. Tính cách thì yêu thích công nghệ, coi việc lái xe là trải nghiệm thú vị, kết nối xe với cuộc sống và quyết định mua xe dựa trên các yếu tố thực dụng. Mục đích sử dụng xe là để đi làm hàng ngày, đi chơi cuối tuần và với nhóm bạn. Thế về thông tin sản phẩm thì em xe này được thiết kế theo ngôn ngữ thiết kế là Dynamic Balance, cân bằng động, tượng trưng cho sự chuyển động hướng về phía trước, tiến tới tương lai. Các đường nét cân đối và cân đối với nhau tạo nên sự hài hòa với chính chiếc xe và môi trường xung quanh. Thiết kế VF8 là kết hợp của sự hợp tác giữa VinFast và Pininfarina Studio, danh tiếng gắn liền với các thương hiệu xe hơi như là Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, và là sự kết hợp hoàn hảo những đặc điểm tốt nhất của một chiếc SUV và chiếc sedan thể thao. Sẽ có 8 màu ngoại thất và 4 màu nội thất trên bản Plus. Kích thước thì nó sẽ là 4m750 x 1934 x 1667, chiều dài cơ sở là 2950, khoảng sáng gầm xe không tải là 179. Đây là một kích thước lý tưởng đối với một mẫu SUV hạng trung. Góp phần cân đối cấu trúc xe làm nổi bật lên thiết kế của Pininfarina, đồng thời hỗ trợ ô tô kiểm soát lực kéo tốt, đáp ứng khả năng di chuyển linh hoạt trên mọi địa hình. Khoảng sáng gầm xe không tải đạt 179 mm, giúp xe di chuyển ổn định, tránh mất cân bằng khi vào cua. Đây là 8 màu ngoại thất các bác nhé. Đó là màu trắng, màu bạc, màu xám, màu xanh VinFast, màu đỏ, màu xanh rêu, màu đen và màu cam. Nội thất thì đối với bản Eco chỉ có duy nhất là màu đen, còn đối với bản Plus thì sẽ có 4 màu, đó là màu đen, nâu, be và màu xanh. Về ngoại thất thì em xe này được sử dụng là đèn chiếu sáng ban ngày, đèn sương mù, đèn góc chiếu, đèn chờ dẫn đường, đèn chào mừng. Đèn pha thì được trang bị là đèn LED tự động bật tắt và điều chỉnh góc chiếu thông minh. Kính chắn gió là chống tia UV, gạt mưa trước là tự động. Gương chiếu hậu là chỉnh gập điện tự động chỉnh khi lùi và nhớ vị trí. Tính năng tích hợp là đèn báo rẽ sấy mặt gương là trên bản Eco. Đối với bản Plus thì đèn báo rẽ sấy mặt gương chống chó tự động trên bản Plus, cảnh báo đường mù. Camera 360 tích hợp trên gương chiếu hậu mặt ca lăng. Về phần đuôi xe thì kính cửa sổ và viền cửa sổ thì chỉnh điện lên xuống một chạm bốn cửa. Kính cửa sổ riêng tư màu đen mờ là được trang bị ở hàng ghế thứ hai. Viền cửa sổ là thép sáng. Chiều cửa sổ là hàng ghế trước là kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau là kính 1 lớp. Nẹp cửa là chrome, bật lên xuống, trang bị trên bản Plus. La răng thì đối với bản Eco là trang bị hợp kim 19 inch, bản Plus là 20 inch. Anten là với cá mập. Đèn hậu là đèn LED
đèn sương mù phía sau, cốp điện và kính sau thì chỉnh đóng mở cơ trên bản Eco, chỉnh điện và hỗ trợ đóng mở cốp đá chân trên bản Plus. Sưởi sấy kính sau, camera 360 tích hợp trên cốp sau. Khoang hành lý thì thể tích khoang chứa đồ ở lắp cabo là 78 lít, dự kiến có đèn khoang hành lý phía trước. Còn đâu phía sau thì thể tích khoang hành lý là 342 lít, dự kiến thể tích khoang hành lý khi gập hàng ghế 2 là 1.250 lít, dự kiến đèn khoang hành lý phía sau đều được trang bị. Về nội thất bên trong thì ở khoang lái thì gương chiếu hậu là chống chói tự động, có trang bị màn hình HUD, điều khiển các chức năng trên màn hình trung tâm 15,6 inch, vô lăng điều chỉnh điện 4 hướng trên bản Plus, sưởi tay lái trang bị trên cả Eco và Plus và nhớ vị trí là trên bản Plus, phanh tay là trang bị phanh tay điện tử, gương chiếu hậu ngoài chống chói tự động Plus và nhớ vị trí tự động chỉnh khi lùi. Đèn trang trí nội thất và trang bị là sạc không dây, nút bấm chuyển số. Màn hình HUD thì thể hiện các cái thông số sau. Chúng ta có thể tùy chỉnh màu hiển thị là trắng, xanh và da cam, tùy chỉnh độ sáng và vị trí, tùy chọn thông tin hiển thị, điều chỉnh vị trí HUD lên xuống trái phải, định vị cuộc gọi tới đồng hồ đo tốc độ, chỉ báo vị trí số PNRD, quãng đường còn lại tùy chỉnh hệ thống ADAS. Màn hình MDU hay còn gọi là màn hình trung tâm thì sẽ hiển thị cả trạng thái xe, nó chia sẻ thành ra là 8 vùng các bác nhá. Thế thì cabudi thì thể hiển thị các trạng thái xe và các thông số báo liên quan đến việc lái xe, bao gồm cả tốc độ và cảnh báo của xe, cung cấp điều khiển đèn pha, gương, cửa sổ và cổng sạc và ra vào xe, nơi navigation điều hướng tức là hiển thị vị trí xe hiện tại và tuyến đường hướng dẫn đang hoạt động. Infotainment là hệ thống thông tin giải trí thì hiển thị các cái điều hướng và phương tiện đang phát, bao gồm radio, âm thanh Bluetooth, phương tiện USB và postcard. Status bar hay còn gọi là thanh công cụ là thanh thông tin chính liên quan đến kết nối và hồ sơ người dùng. App, các ứng dụng thì các ứng dụng thường dùng và quyền truy cập vào các ứng thư viện ứng dụng. Quick control là điều chỉnh nhanh, tức là quyền truy cập vào các tính năng và điều khiển thường dùng. Climate control, điều chỉnh điều hòa, cung cấp quyền truy cập và tùy chỉnh và tình trạng hiện tại của các tính năng chức năng kiểm soát nhiệt độ. App library hay còn gọi là thư viện ứng dụng thì hỗ trợ truy cập vào các tính năng và ứng dụng. Vô lăng và màn hình MDU. Thế thì vô lăng thì trang bị là vô lăng bọc da chỉnh cơ 4 hướng trên bản Eco. Còn đối với lại bản Plus thì trang bị bọc da và chỉnh điện 4 hướng, sưởi tay lái tích hợp vị trí nhớ vị trí ở trên bản Plus. Màn hình MDU thì trang bị là màn hình giải trí cảm ứng 15,6 inch, độ phân giải Full HD, kết nối điện thoại, sạc không dây, Wi-Fi, Bluetooth. Đấy. Hệ thống đèn nội thất và âm thanh thì đèn trang trí nội thất là đa màu, 4 chế độ điều chỉnh giải màu, tức là không hiệu ứng, rồi là nhấp nháy, thay đổi cường độ ánh sáng, nhấp nháy theo nhanh theo nhịp, sáng mờ. Hệ thống âm thanh là 8 loa trên bản Eco, còn đâu là trên bản Plus thì sẽ trang bị là 10 loa và một loa trầm trên bản Plus. Về hàng ghế thì là bản Eco sẽ là giá da, còn đâu bản Plus sẽ là da thật hay còn gọi là da Rapa. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng tích hợp sưởi trên bản Eco. Đối với lại bản Plus thì sẽ chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí, tích hợp thông gió và sưởi. Ghế phụ chỉnh điện 6 hướng tích hợp sưởi trên bản Eco. Còn đối với bản Plus thì chỉnh điện là 10 hướng tích hợp thông gió và sưởi. Hàng ghế 2 thì có thể chỉnh cơ 2 hướng gập 60/40, tích hợp bệ gác tay và học để cốc trên bản Eco. Còn đối với lại bản Plus thì tích hợp thêm cả thông gió, sưởi, bệ gác tay và học để cốc. Trên bản Plus thì sẽ trang bị là cửa sổ trời panorama toàn cảnh. Đây ạ.
Thế thì cửa sổ trời được điều chỉnh bằng cách chạm vào hình trên hình xe trên màn hình cảm ứng. Cửa sổ trời không chỉ tạo không gian thoáng đãng tiện nghi, mang lại tinh thần thoải mái, giải phóng khí độc hại trong xe, giúp xe thông thoáng, mang đến sự thoải mái cho người ngồi trong xe. Hệ thống điều hòa là tự động hai vùng độc lập, chức năng kiểm soát chất lượng ion và ion hóa không khí, lọc không khí cabin combi 1.0. Cửa gió điều hòa hàng ghế hai trên hộp để đồ trung tâm. Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí và lọc không khí combi 1.0 mang đến không gian trong lành, thoáng mát, dễ chịu cho người sử dụng. Khung gầm thì hệ thống treo trước là treo độc lập thông minh, hệ thống treo sau là thanh điều hướng đa điểm, hệ thống phanh trước sau là đĩa thông gió, trợ lực lái là trợ lực điện. Hệ thống khung gầm treo trước treo sau hiện đại giúp xe ổn định, hạn chế lắc ngang. Hệ thống truyền lực là động cơ là bản Eco, là trang bị hai motor loại 150 kW, bản Plus thì cũng tương tự. Công suất tối đa là bản Eco 260 kW, bản Plus là 300 kW. Moment xoắn cực đại là bản Eco là 500 Nm, còn đâu là bản Plus sẽ là 620. Tốc độ tối đa duy trì 1 phút là tức là km/h sẽ lớn hơn 200 km/h. Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h là 5,9 giây trên bản Eco, bản Plus là 5,5 giây. Thế hệ thống dẫn động là AVD hai cầu toàn thời gian. Chế độ lái là có 3 chế độ là Eco, Normal và Sport. Công suất và moment xoắn lớn giúp xe có khả năng tăng tốc rất là tốt. Hệ thống dẫn động hai cầu toàn thời gian phù hợp với lại sử dụng trên nhiều loại địa hình. Hệ thống pin và sạc thì dung lượng pin khả dụng sẽ là 82 kWh. Quãng đường chạy cho một lần sạc đầy sẽ là 420 km trên bản Eco, và trên bản Plus sẽ là 400 km. Thời gian nạp pin nhanh nhất từ 10 đến 70% là trung bình cộng. Cái này thì nó sẽ dựa vào cái cột chặn sạc các bác nhé. Đấy. Các cái thiết bị hệ thống sạc là thiết bị hệ thống sạc tại nhà là 2,2 kW, hoặc là home charger là 7,4 kW. Các cái thiết bị sạc tại trạm thì bao gồm có những cái trạm sạc 11 kW, 30 kW, 60 kW và 250 kW. Tiếp theo là về hệ thống an toàn và an ninh thì chống bó cứng phanh, trang bị chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, chống lật ROM, đèn báo phanh khẩn cấp ESS, giảm giám sát áp suất lốp DTP MS, hệ thống là tự động khóa cửa khi xe di chuyển, móc ghế trẻ em ISOFIX. Hệ thống túi khí là trang bị 11 túi khí các bác nhé. Cảnh báo dây an toàn và căng đai khẩn cấp. Tính năng khóa động cơ khi có trộm, cảnh báo chống trộm. Về an toàn và an ninh thì VinFast VF8 được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn cao nhất là Asian NCAP 5 sao, Euro NCAP 5 sao và NHTSA 5 sao. Thời gian bảo hành là 15 hoặc 200.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Chính sách thuê pin thì sẽ có hai gói, đó là gói linh hoạt là 990.000 đồng trên tháng. Quãng đường đi tối đa sẽ được là 500 km, đi quá 500 km khách hàng trả thêm phí thuê là 1.980 Việt Nam đồng trên 1 km. Còn đối với gói cố định thì sẽ là 2.189.000 Việt Nam đồng trên tháng và không giới hạn km. Chính sách thu cũ đổi mới thì khách hàng sẽ được tiết kiệm thêm là 30 triệu Việt Nam đồng khi chuyển từ xe xăng VinFast sang xe điện VinFast các bác nhé. Chính sách cứu hộ pin miễn phí. Các tính năng ADAS thì sẽ có vô vàn là tính năng hấp dẫn, tức là thiết bị hỗ trợ lái xe ADAS, hay còn gọi là Advanced Driver Assistance System. Các bác nhé. Hoạt động dựa trên các thông tin có được từ camera đa năng ghi lại kết hợp với cả các cảm biến chúng được lắp đặt trên xe. Ngoài ra chủ yếu phía trước, phía sau, bên thân xe ghi lại hình ảnh và cũng như là của nhiều đối tượng. Thế thì tính năng ADAS thì có thể là đây, các tính năng ADAS này các bác có thể xem trực tiếp trên màn hình nhá. Thì nó sẽ bao gồm là trợ lái trên cao tốc thì nó bao gồm là hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái trên đường cao tốc Level 2, cảnh báo trạch làn, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát đi giữa làn, tự động chuyển làn, giám sát hành trình thích ứng, điều chỉnh tốc độ thông minh, nhận biết tín hiệu và chữ trong giao thông,
cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, phanh tự động khẩn cấp trước, phanh tự động khẩn cấp sau, cảnh báo va chạm khi ở giao lộ, tự động giữ làn khẩn cấp, hỗ trợ đỗ xe phía trước, đỗ xe phía sau, hỗ trợ đỗ xe toàn phần, người lái ngồi trong xe, tự đỗ, người lái giám sát ngoài xe, hệ thống camera sau, giám sát xung quanh 360 độ, triệu tập xe, đèn pha tự động, đèn pha thích ứng, giám sát lái xe. Đấy, đây thì các bác có thể nhìn thấy là cái tính năng ADAS trên VS8 này, hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, tức là người lái trong quá trình lái xe trên đường cao tốc thông thường, cũng như là trong điều kiện kẹt xe để đảm bảo một chuyến đi an toàn và thoải mái, thì sẽ hỗ trợ cảnh báo người lái xe khi mà xe vô ý đi chệch làn đường đều bằng âm thanh, hình ảnh hiển thị vạch kẻ làn và rung vô lăng. Đấy, hỗ trợ giữ làn thì người lái sẽ duy trì chiếc xe trong làn đường của mình bằng cách đánh lái ngược lại, ngăn các phương tiện di chuyển khỏi làn đường của mình, tránh tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Hỗ trợ tự động chuyển làn thì là hệ thống sẽ hỗ trợ người lái xe trong quá trình chuyển làn đường để đảm bảo chuyển làn đường an toàn. Đấy. Thế thì có rất là nhiều tính năng rất là hay ở trên chiếc VinFast VS8 các bác nhé. Đây. Tính năng này thì sẽ còn được cập nhật thường xuyên nên là các bác yên tâm. Đấy. Các dịch vụ thông minh thì có rất là nhiều các cái dịch vụ thông minh khác như em đã có chia sẻ trong cái video lần trước. Thế thì bây giờ thì em Thành Cao Tu cũng xin phép là để tạm dừng video là tại đây, giải đáp tất cả các thắc mắc cho các bác về VinFast VS8 rồi. Thì em Thành Cao Tu đang có rất là nhiều suất đặt cọc tiên phong VinFast VS8 từ 10 triệu đến 50 triệu. Nên là các bác nào có nhu cầu mua lại thì hãy liên hệ ngay với em Thành Cao Tu theo cái số 0979188958, số điện thoại thì em đã ghi sẵn ở trên màn hình, chỉ chờ các bác nhấc máy lên và gọi ngay cho em Thành Cao Tu thôi. Và đừng quên là tham gia cái hội nhóm trên Zalo cũng như là hội nhóm trên Facebook mà em Thành Cao Tu đã ghi sẵn cái link tham gia truy cập cho các bác ở trong cái phần mô tả cũng như là cái phần bình luận của video. Còn bây giờ thì em Thành Cao Tu xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.